chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ quay cho các bạn đoạn trung tâm thành phố Nha Trang vào ngày đầu tháng 3 ha. Hôm nay là ngày 1 tháng 3 năm 2022 nha. Tại là mình đang đi trên đường Nguyễn Thị Minh Khai nè các bạn. Trước mặt mình là quảng trường 24. Thành phố Nha Trang vào ngày đầu tháng 3 nha. Các bạn xem clip nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh ủng hộ kênh Hạnh 23 nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi dọc đường Trần Phú một đoạn nữa, quay rồi review cho các bạn xem.
nhiều lắm các bạn. Đường Lê Lợi nha các bạn, tiếp tục mình sẽ rẽ ra nè các bạn. Đây là chợ đầm của thành phố Nha Trang nè. Chợ đầm thì tấp nập buôn bán trở lại rồi các bạn, hàng quán ở bên ngoài rất là đông luôn. Rồi đây là đường Phan Bội Châu đi Nha Trang, các bạn đến đường Phan Bội Châu mua sắm các đồ gia dụng cho gia đình thì rất là nhiều, rất là đa dạng luôn các bạn. Của đường Thống Nhất nè, Phương Tâu, Kim Trung, Hà Giang, Bình Châu nha các bạn. Thì đến đây mình kết thúc clip nha các bạn. Thấy hay thì bấm like, bấm đăng ký ủng hộ kênh Hạnh 23 nha. Cảm ơn tất cả các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở clip sau nha.